cả hôm nay bố về ăn cơm với mẹ con mình đúng không ạ? Chỉ thế là giỏi thôi. Thế bố về con có thích không? Tất nhiên là thích rồi ạ. Con thích bố về ăn cơm với mẹ con mình lắm. Mỗi tội bố toàn bảo bọn rồi về muộn. Thôi nào, bố đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Mẹ con mình phải thông cảm cho bố chứ, đúng không? Mà sao giờ bố vẫn chưa về hả mẹ? Bố về rồi đấy. Hai mẹ con lại đang ở nhà mà sợ bố đúng không? Không phải đâu con, yêu bố nhất mà. Anh đi làm về rồi đấy ạ. Anh vừa xong việc. Môn ơi, bố xin lỗi Môn nhé. Hôm nay bố phải gặp đối tác nên không về sớm được. Thế Môn ở nhà đợi bố lâu chưa? Dạ lâu ạ, nhưng không sao đâu. Hôm nay mẹ nấu bao nhiêu là món ngon cho bố đây. Bố nhìn nè. Nhiều món ngon nhỉ. Có thích không? Thôi nào Môn, bố vừa đi làm về phải để cho bố thay đồ đã chứ. Cứ thấy bố là cuống hết cả lên thôi. Anh đi làm về có mệt không? Quần áo em để ở trên giường, anh vào thay đi, rồi ra ăn cơm cho nóng. Anh biết rồi. Môn bây giờ Môn ở đây, ngồi đợi bố nhá. Bố vừa thay quần áo xong bố ra ăn cơm với Môn. Vâng ạ. Nhá. Hôm nay con đi học được 10 điểm cả văn cả toán luôn. Con được 10 điểm cơ? Vâng ạ. Ôi, con gái bố giỏi quá. Thế con thích cái gì bố thưởng cho? Búp bê hay là ba lô thủy thủ mặt trăng? Con không có búp bê nữa đâu. Trong phòng con nhiều búp bê lắm rồi. Nhiều búp bê rồi không thích búp bê nữa à? Vâng. Thế con thích cái gì? Cái gì cũng được phải không bố? Đúng rồi, chỉ cần con thích là được. Nhưng mà con phải nói xem bố có duyệt được không. Con chỉ muốn hôm nào bố cũng về sớm ăn cơm với con và mẹ được không ạ? Đi bố. Thôi được rồi, bố hứa với Moon là từ lần sau bố sẽ cố gắng về sớm với Moon và mẹ nhá. Vâng, bố hứa rồi nha. Bố hứa. Thôi nào Moon, ra đây ngồi với mẹ để cho bố con ăn cơm. Nào, con ra kia lấy ghế của con ra đây. Vâng. Ghế của con đâu? Em ăn cơm đi. Em biết rồi. Ăn cơm đi con. Ăn đi, ăn nhiều vào. Ăn nhiều chứ. À vợ này, lát nữa anh phải đi công tác đột xuất nên em vào sắp đồ cho anh nhé. Anh vừa đi tuần trước rồi mà. Mà ngày kia còn là sinh nhật của anh nữa, không rời lịch được ạ. Mà hai mẹ con đang định rủ bố cuối tuần về chơi với ông bà nữa. Sao em không nói trước? Anh thì lại hẹn với đối tác mất rồi, không hủy được. Hay thế này đi, em với con cứ về trước, anh sẽ về sau nhá. Quan trọng là anh ý, chứ mẹ con em thì về lúc nào chả được. Bố xin lỗi con gái. Hay là để bố đi công tác về, bố mua thật nhiều đồ chơi cho con nhá. Vâng ạ. Nhưng con ở nhà nhớ là phải ngoan, rồi nghe lời mẹ biết chưa? Vâng ạ. Bố đi công tác mấy hôm rồi bố về. Vâng ạ. Nhưng bố đi công tác cô phải giữ gìn sức khỏe nha. Một, không được thức khuya làm việc. Dạ. Hai, không được ăn. Vâng. Ba, không uống được nhiều rượu nữa. Tôi lệnh bà cụ non của bố. Con nào nói đúng đấy, sức khỏe là quan trọng nhất. Thuốc và đồ dùng cá nhân em để ở trong ngăn kéo. Anh đi đừng dùng đồ của khách sạn nhé, không ở vệ sinh đâu. Anh nhớ rồi, thì hai mẹ con ở nhà cũng nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ em còn tiền không? Anh gửi cho. Không cần đâu, tiền từ đầu tháng anh đưa vẫn còn mà. Em ở nhà cũng chẳng cần gì nhiều đến tiền đâu. Thế tốt rồi. Thôi em vào dọn đồ luôn nhé. Em vào dọn đi. Nào, Môn. Dạ. Bố sắp phải đi rồi. Con thương bố một cái. Tạm biệt bố đi. Ui, cái nữa nào. Cái nữa. Rồi. Con gái bố ngoan quá. Bố thương Môn nhất. Và tao cũng thương bố nhất. Nào, ăn cơm đi.
Em nhớ anh quá. Anh đi đâu mà lâu thế? Làm em đợi mãi. Vào trong đã. Mẹ ơi, chắc giờ bố đến nơi rồi nhỉ? Để con gọi điện thoại cho bố nhé. Ừ, đây. Bố đến nơi chưa? Bố đến nơi rồi. Thế hai mẹ con đã ăn uống gì chưa? Dạ, ăn rồi ạ. Bố ơi, cho con xem phòng của bố, xem chỗ ở của bố có đẹp không? Ừ, đây. Cho con xem một giường nữa. Đi mà bố. Bố cho con xem ở ngoài cửa. Thôi, muộn rồi. Con vào học bài rồi đi ngủ đi. Bố mới đến nên còn mệt. Con phải cho bố nghỉ ngơi chứ. À, sao mẹ lại ra điện thoại? Rõ ràng con ngủ thấy một người phụ nữ. Mẹ gọi lại cho bố đi. Bây giờ mẹ nói con không nghe đúng không? Mẹ bảo con vào học bài đi cơ mà. Hay là phải để mẹ đánh đòn con mới chịu? Bố là của mẹ con mình. Con không cho ai cơ bố ấy. Thôi, nín đi, mẹ xin lỗi nhá. Nghe lời mẹ. Đi vào học bài đi, rồi mai mẹ con mình gọi cho bố sau nhá. Anh đã bảo em như thế nào rồi? Anh bảo em đi sang bên này cơ mà. Sao em cứ cố tình chạy vào thế? Hả? Nhớ con bé nó thấy thì sao? Thì em đâu có biết đâu. Chỉ là em vô tình em đi vào thôi. Với cả màn hình đen thui thế kia, làm sao mà con bé nhìn thấy được? Dù cho là như thế, nhưng khi anh đang có chuyện với con bé thì em phải nên tránh ra chứ. Lúc nào anh cũng còm con. Anh sợ hai mẹ con nhà nó đến thế à? Nếu sợ ấy, lần sau đừng đến gặp em nữa. Ơ kìa. Em chán cái cảnh chui lủi này lắm rồi. Em... không trả lời hả mẹ? Ừ. Chắc là bố đang bận thôi. Khi nào bố hết bận thì bố sẽ nghe điện thoại rồi bố về mẹ con mình nhá. Chắc là mẹ, có phải bố về thì mẹ sẽ hết mất ngủ và hết khóc đúng không mẹ? Sao con biết? Con biết hết, chuyện gì con cũng biết hết. Nhưng mẹ yên tâm, con không ghét bố đâu. Thank you.
Về rồi đây. Anh xin lỗi. Anh là một người chồng không tốt, một người cha tệ. Anh nói gì? Em không hiểu. Anh đang đi công tác cơ mà. Sao anh lại về rồi này? Món quà đó là của em và con đúng không? Tại sao em biết tất cả mọi chuyện mà em vẫn giữ im lặng? Tại sao em không trách anh? Anh đã muốn đi thì em còn làm gì được nữa? Giữ được thân xác anh, đâu giữ được trái tim anh. Cuộc hôn nhân 10 năm của chúng ta, những gì có thể làm được em đều làm hết rồi. Còn quyết định đi hay ở là việc của anh. Còn em chỉ cần con thôi. Em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh thực sự không muốn mất hai mẹ con. Linh, hãy cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ chuộc tội, được không em? Bố về rồi à? Tại sao bố lại làm mẹ khóc? Từ hôm bố đi, hôm nào con cũng thấy mẹ khóc. Bố biết rồi, là tại vì bố không tốt. Nhưng bố sẽ không bao giờ để con và mẹ con phải khóc nữa đâu. Con tha thứ cho bố. Mẹ ơi, bố biết lỗi rồi, mình tha thứ cho bố được không mẹ? Mẹ
Vợ ơi, anh thật lòng, anh thật lòng muốn xin em tha thứ, cho anh một cơ hội nữa nhá vợ nhá. Ban ạ, chúc mừng sinh nhật bố Phương. Chúc mừng sinh nhật bố Phương. Ban ạ.